Lợn rừng hoang dã đã gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm trong ngành nông nghiệp Canada. Bạn có tự hỏi là các nông dân Canada đã thực hiện những biện pháp gì để đối phó với loài xâm lấn này không nào? Hãy cùng với Han khám phá tìm hiểu giải pháp săn bắn lợn rừng bằng trực thăng vô cùng kịch tính trong video ngày hôm nay. Hãy bình luận số 2 để tôi biết là bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng với chúng tôi nhé! Một nông dân Canada đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một đàn lợn rừng hung dữ tấn công trang trại của ông, gây ra thiệt hại nặng nề. Câu chuyện được kể bởi ông Jackson là một chủ trang trại ở tỉnh Saskatchewan, Canada. Vào một buổi sáng sớm, ông Jackson phát hiện những dấu chân lợn rừng khổng lồ trên cánh đồng. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình và trang trại, ông đã nhanh chóng báo cáo sự việc với chính quyền địa phương để giải quyết. Theo lời ông Jackson, một đàn lợn rừng hung dữ bất ngờ xuất hiện ở khu rừng gần đó. Chúng hung dữ phá hủy hàng rào, xâm nhập trang trại và tấn công cánh đồng nông nghiệp. Lợn rừng được biết đến với khả năng chạy rất nhanh lên đến 40 km/h, khiến việc ngăn chặn chúng trở nên vô cùng khó khăn. Cuộc tấn công bất ngờ của đàn lợn rừng khiến ông Jackson vô cùng lo lắng. Ông cho biết thiệt hại do đàn lợn rừng gây ra ước tính lên tới hàng nghìn đô la. Vấn đề về lợn rừng xâm lấn ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nhiều khu vực của Canada. Chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát và loại bỏ chúng. Tuy nhiên, đây vẫn là một thách thức lớn đối với những người Canada làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghe câu chuyện này, bạn có giải pháp nào giúp đỡ gia đình ông Jackson không nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tại một cuộc khảo sát toàn quốc, đàn lợn rừng đã lan rộng khắp Canada với tốc độ đáng kinh ngạc lên đến 9% mỗi năm từ cuối những năm 1990 đến đầu năm 2019. Điều này được giải thích bởi khả năng sinh sản nhanh chóng của chúng. Thông thường mỗi lứa, chúng đẻ từ 4 đến 12 con. Nếu bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Han Khám Phá nhé! Cảm ơn các bạn! Giáo sư Diane Brook thuộc trường cao đẳng nông nghiệp và tài nguyên sinh học thuộc Đại học Saskatchewan cho biết trong một bài báo năm 2023 trên Associated Press rằng nếu tiêu diệt được 65% lợn rừng mỗi năm, số lượng của chúng mới duy trì được ở mức cân bằng. Theo các nhà kinh tế, số lượng lợn rừng ở Canada hiện vượt quá 3 triệu con và vẫn đang gia tăng. Điều này khẳng định rằng nếu không có các biện pháp mạnh mẽ, chính phủ và người dân Canada sẽ gặp khó khăn cho việc kiểm soát đàn lợn rừng gây hại. Chính phủ Canada đã ban hành chính sách cấp phép sử dụng trực thăng để săn lợn rừng cho thợ săn chuyên nghiệp. Việc sử dụng trực thăng để săn lợn rừng, chỉ những thợ săn chuyên nghiệp đã được đào tạo và cấp chứng chỉ mới có thể tham gia hoạt động này. Để săn lợn rừng, thợ săn có thể sử dụng trực thăng Robinson T-66, loại trực thăng hạng nhẹ có tốc độ tối đa lên đến 206 km/h và chở được tối đa là 5 người.
Bạn có tò mò về chi phí thuê trực thăng của thợ săn mỗi lần đi săn không nào? Chi phí thuê trực thăng để săn lợn rừng ở Canada có thể dao động từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ mỗi giờ bay, tùy thuộc vào loại trực thăng thuê và địa điểm hoạt động. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, năm 2002, hơn 10.000 con lợn rừng đã bị tiêu diệt bằng trực thăng, góp phần hiệu quả vào việc kiểm soát số lượng lợn rừng ở Canada. Nếu bạn cảm thấy là việc sử dụng trực thăng là hiệu quả, hãy bình luận số 2 nhé. Ngược lại, nếu các bạn không đồng ý, hãy bình luận số 0 và chia sẻ ý kiến của mình. Đây là lần đầu tiên ông Jackson tham gia săn lợn rừng bằng trực thăng. Ông có kinh nghiệm săn bắn trên mặt đất, nhưng vì lo lắng cho trang trại của mình, ông đã quyết định tham gia săn bắn bằng trực thăng. Sau khi tham gia khóa học săn bắn bằng trực thăng, ông đã nhận được giấy phép săn lợn rừng để đảm bảo tuân thủ các quy định. Ông chia sẻ rằng cảm giác bay trên cao và nhìn xuống là một trải nghiệm mới mẻ đối với ông. Nhóm săn bắn của ông thường xuyên bắt gặp đàn lợn rừng từ 10 đến 15 con di chuyển dưới mặt đất. Do không có nhiều kinh nghiệm săn bắn trên không, do đó ông cần khá nhiều đạn để hạ gục một con lợn rừng. Theo ông chia sẻ là tôi nghĩ rằng nếu bạn là người mới bắt đầu hành trình săn bắn, hãy sử dụng các công cụ săn bắn có hệ thống ngắm bắn tốt để đảm bảo độ chính xác và giúp tiết kiệm chi phí. Nếu các bạn thấy lời khuyên này là hữu ích, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Ông nói rằng lần đầu tiên tham gia nhóm đi săn là rất thú vị, nhưng vì không đeo tai nghe chống ồn nên tiếng cánh quạt của trực thăng khiến tai ông đau nhức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những lợi ích của trực thăng không thể phủ nhận vì nó giúp di chuyển linh hoạt trên không và đến những địa điểm khó tiếp cận như những cánh rừng rậm và địa hình đồi núi. Trực thăng là trợ thủ đắc lực giúp ông và các thợ săn khác đánh bại kẻ thù là lợn rừng. Số lượng lợn rừng đã giảm đáng kể trong khu vực và săn bắn bằng trực thăng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề lợn rừng xâm lấn. Mọi người bắt đầu chú ý và tham gia các hoạt động kiểm soát lợn rừng hoang dã, góp phần bảo vệ an toàn cho cộng đồng và ngành nông nghiệp. Ông Jackson là một ví dụ điển hình về một cá nhân đóng góp vào công việc này. Bạn nghĩ gì về hành động của ông? Bạn có ủng hộ việc ông tham gia kiểm soát vấn đề lợn rừng xâm lấn không nào? Mặc dù một số người ở Canada không ủng hộ việc săn lợn rừng bằng trực thăng vì họ cho rằng phương pháp này tàn nhẫn hơn các phương pháp săn bắn truyền thống. Họ lo ngại về sử dụng súng từ trên cao có thể gây nguy hiểm cho các loài động vật khác trong khu vực, đặc biệt là chim và động vật có vú nhỏ.
Ngoài ra, tiếng ồn từ trực thăng cũng có thể làm gián đoạn môi trường sống của động vật hoang dã và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cuộc sống của người dân địa phương. Nếu các bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé! Đặc biệt, nguy cơ tai nạn khi săn bắn cũng là một vấn đề đáng quan ngại, không chỉ đối với phi công và thợ săn, mà còn đối với những người dân sống gần khu vực săn bắn. Mặc dù việc tổ chức săn bắn bằng trực thăng có thể giúp giảm số lượng lợn rừng hoang dã trong thời gian ngắn, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài do khả năng sinh sản nhanh chóng của chúng. Do đó, khi chính phủ tổ chức các chuyến đi săn cho người dân, cần phải lựa chọn những khu vực rừng và đồi núi xa khu vực đông dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân. Bạn có ủng hộ ý kiến này của Hunt Khám Phá không nào? Cuối cùng, người dân muốn tham gia kiểm soát lợn rừng xâm lấn là cần phải có giấy phép săn bắn hợp lệ được chính quyền cấp. Nếu không có loại giấy phép này, họ có thể bị phạt hàng nghìn đô la, thậm chí là bị bỏ tù trong một số trường hợp nghiêm trọng. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Lợn rừng có phạm vi sinh sống rộng lớn và khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường sống khác nhau. Bạn có biết tuổi thọ trung bình của lợn rừng trong tự nhiên là bao lâu không nào? Đó là khoảng 10 năm. Với tuổi thọ dài như vậy, chúng có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp tại Canada. Hàng năm, Canada phải chịu tổn thất lên đến hàng tỷ đô la do lợn rừng gây ra cho ngành nông nghiệp và hệ sinh thái. Đặc biệt, lợn rừng được biết đến với việc phá hoại mùa màng, đặc biệt là ngành nông nghiệp trồng ngô. Theo ước tính, chúng gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho sản xuất ngô hàng năm. Khi xâm nhập vào cánh đồng ngô, lợn rừng thường tấn công các khu vực có mật độ cây cao, nơi chúng có thể dễ dàng ẩn náu và tìm kiếm thức ăn. Chúng không chỉ ăn hạt ngô mà còn dẫm đạp và phá hủy cây ngô. Hành vi này gây ra thiệt hại nặng nề cho mùa màng và gây khó khăn cho nông dân trong việc thu hoạch. Theo thống kê ước tính, mức thiệt hại do lợn rừng gây ra lên tới 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đặc biệt là ngành nông nghiệp thiệt hại khoảng 500 triệu đô la Mỹ.
Lợn rừng với sức mạnh khủng khiếp có thể sinh sống và phá hủy mọi khu vực khác nhau trên thế giới, từ cánh đồng đến các khu vực rừng. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Han khám phá nhé! Với các thông tin về thiệt hại này, người dân Canada cần thực hiện những biện pháp nào để chống lại sự xâm nhập của lợn rừng? Họ đã nghiên cứu và áp dụng nhiều phương pháp kết hợp với các biện pháp khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những biện pháp thú vị này, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé! Săn bắn được xem là một trong những giải pháp hiệu quả mà Canada đã áp dụng để kiểm soát lợn rừng. Trước khi tham gia săn bắn, các thợ săn cần phải có kiến thức vững về kỹ năng săn bắn. Kỹ năng ngắm bắn là một yếu tố quan trọng để trở thành một thợ săn giỏi. Để trở thành một thợ săn giỏi, họ cần dành thời gian rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng của mình. Họ sẽ phải hoàn thành khóa học săn bắn để luyện tập bắn mục tiêu trước khi tham gia vào các hoạt động săn bắn chính thức. Trong quá trình đào tạo, thợ săn sẽ phải trải qua nhiều bài tập khác nhau để cải thiện kỹ năng ngắm bắn của mình. Điều này bao gồm làm quen với các thiết bị săn bắn, điều chỉnh súng và khoảng cách cũng như là luyện tập tinh thần ổn định khi săn bắn. Ở Canada, các thợ săn thường hoạt động một mình nhưng họ cũng tổ chức các hoạt động săn bắn tập thể. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng để bảo vệ mùa màng và môi trường. Các hoạt động này thường diễn ra vào mùa thu và mùa đông khi lợn rừng thường xuyên xuất hiện để tìm kiếm thức ăn. Thợ săn cần phải đủ 18 tuổi trở lên và có giấy phép săn bắn hợp lệ. Các bạn có ý kiến như thế nào về video ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé! Còn bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi video. Đồng thời, điều này mang lại sự an toàn cho thợ săn khi tham gia săn bắn theo nhóm và tạo ra cơ hội để tương tác và chia sẻ những thành quả trong hoạt động săn bắn với cộng đồng. Các thợ săn được trang bị đầy đủ các dụng cụ săn bắn. Đó là một trong những biện pháp được sử dụng để kiểm soát sự xâm nhập của lợn rừng với khả năng giúp giảm nhanh chóng quần thể của chúng. Vào năm 2020, một thợ săn ở tỉnh Saskatchewan của Canada đã hạ gục một con lợn rừng nặng khoảng 363 kg. Đó là con lợn rừng lớn nhất từng được săn bắn ở đất nước này. Hàng năm, giải pháp săn bắn đã giúp tiêu diệt hàng triệu con lợn rừng, giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho ngành nông nghiệp. Nếu các bạn đồng ý với giải pháp săn bắn, xin vui lòng bình luận số 2 nhé!
Một số cộng đồng có ý kiến phản đối về việc này vì họ cho rằng săn bắn có thể gây ra đau đớn cho động vật. Sử dụng trang thiết bị săn bắn có thể ảnh hưởng đến môi trường như làm rối loạn hệ sinh thái và tạo ra ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên, để giải quyết những vấn đề này, chính quyền địa phương đã thiết lập các chính sách cân nhắc giữa việc săn bắn và bảo vệ hệ sinh thái. Chính quyền quy định trong một ngày, mỗi thợ săn chỉ được phép săn từ 4 đến 5 con lợn rừng. Bên cạnh đó, một số cộng đồng ủng hộ việc săn bắn nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp. Bạn nghĩ sao về phương pháp này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Ngoài ra, để kiểm soát quần thể lợn rừng, chính phủ Canada đã áp dụng biện pháp bẫy. Thách thức này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều bên liên quan để đạt được kết quả tích cực và bảo vệ cộng đồng cũng như hệ sinh thái. Bẫy lồng thép là một biện pháp hiệu quả để bắt lợn rừng. Hoạt động dựa trên việc kích hoạt cơ chế bẫy khi lợn rừng tiến vào. Cơ chế này được thiết kế để đóng cửa bẫy, tạo ra một phương thức hiệu quả để bắt lợn rừng. Bẫy được đặt tại các vị trí mà lợn rừng thường xuất hiện như gần nguồn thức ăn hoặc nguồn nước. Mồi thường được sắp xếp sao cho thu hút lợn rừng từ bên ngoài vào bên trong bẫy, thường là bằng cách sử dụng các loại thức ăn mà lợn rừng ưa thích như ngô và các loại thức ăn khác. Các bẫy lồng sắt lớn ở Canada thường được thiết kế với tấm pin mặt trời để kích hoạt cơ chế bẫy, giúp bẫy trở nên linh hoạt với nhiều vị trí xa xôi, như các khu vực rừng, nơi không có sẵn nguồn điện. Để theo dõi hiệu suất của các bẫy, việc lắp đặt camera gần đó để kiểm tra thường xuyên và đảm bảo bẫy hoạt động đúng cách là điều cần thiết. Khi phát hiện lợn rừng, thợ săn có thể kích hoạt và bắt giữ chúng từ xa. Sau đó, lợn rừng được chuyển bằng xe tải đến các khu vực hoang dã và được thả tự do. Đây là một hành động nhân đạo đối với động vật hoang dã. Áp dụng biện pháp triệt sản lợn rừng là một giải pháp vừa hiệu quả vừa nhân đạo. Triệt sản giúp kiểm soát quần thể lợn rừng và giảm thiểu đau đớn cho chúng. Phương pháp sử dụng thuốc là một trong những phương pháp triệt sản phổ biến. Hiệu quả của phương pháp này có thể mất vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng. Lợn rừng không thể bị loại bỏ ngay lập tức như khi sử dụng phương pháp săn bắn hoặc bẫy. Tuy nhiên, phương pháp này không gây đau đớn cho lợn rừng và rất được cộng đồng người dân ủng hộ. Phương pháp sử dụng bẫy đã được chứng minh là hiệu quả trong việc kiểm soát quần thể lợn rừng ở Canada. Hàng triệu con lợn rừng được bắt bằng bẫy mỗi năm và bẫy có thể lắp đặt trên nhiều loại địa hình, từ cánh đồng đến các khu vực khó tiếp cận như rừng sâu. Bẫy không chỉ là một giải pháp hiệu quả mà còn là một cách bền vững để quản lý và giảm thiểu quần thể lợn rừng.
Theo bạn, phương pháp nào đối phó với lợn rừng bạn cho là hiệu quả nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video này thì hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn, những người thân của mình nhé để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?